Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh nha, nơi chia sẻ giao lưu học hỏi kinh nghiệm trồng cũng như nuôi dưỡng cái dừa bonsai Việt Nam nha. Thì tiếp theo cái series mình hướng dẫn tự làm bonsai tại nhà thì mình đã ra 3 tập rồi, cách ôm nè, rồi cách tách bẹ lúc mà cây mới vừa lên mầm lú 1-2 lá mầm nè, và cách cắt lá mầm, cách cắt lá mầm đầu tiên cho cây. Thì 3 tập mình đã phát hành rồi, thì cô chú anh chị nào chưa xem những cái tập đó thì có thể lên kênh của Linh, vô cái danh sách phát là tự làm bonsai dừa tại nhà, thì Linh có để đầy đủ trong đó ha, cũng như những cái tập sau này nữa thì Linh sẽ để vô danh sách phát đó hết ha. Thì hôm nay thì Linh sẽ tiếp tục tập 4 hướng dẫn mọi người cái cách cắt cho lúc mà tập 3 thì chúng ta đã cắt mầm cho cái cây lên 1-2 lá mầm dừa lú ha. Thì cái tập này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người xử lý cái cây lên 1-2 lá mầm, sau khi cắt nó lên được bao nhiêu, nó lên được bao cao thì chúng ta sẽ cắt nó ra ha. Rồi để mình quay cận lại để cho mọi người theo dõi chi tiết hơn ha. Rồi đây mọi người, thì hồi trước tập 3 thì mình đã cắt cái mầm 2 lá mầm đầu tiên cho nó ha, là cắt lần đầu tiên để cho nó bung ra ha mọi người. Thì mình không có cái cây mẫu hôm bữa, cây mẫu hôm bữa thì mình đã cắt rồi đó. Cây này thì nó mình đã cắt hết một lần rồi mọi người, nhưng mà nó giống như cái cây kia ha, mọi người đừng chú ý đến cái bẹ này ha. Cái bẹ này là mình nó bị hư á, mình cắt bỏ. Còn nếu mình cắt bỏ cái bẹ này rồi thì nó y gan như là cây hôm bữa ha. Đó là cây hôm bữa chúng ta có nhiều đây nè, mọi người nhớ không? Đó, cây hôm bữa thì tập 3 thì Linh đã cắt cho mọi người xem đó, thì nó có bao nhiêu đây. Thì chúng ta đã cắt ra đó, hôm trước thì mình cắt xuống một ít nè mọi người. Đó, cắt xuống một ít thì bây giờ ở trong nó đã mọc lên này nè. Đó, hôm trước thì mình cắt hơi nhiều hơn chút mọi người, khoảng tầm ngang đây ha, tại vì cái cây mẫu đó thì mình đã cắt rồi. Đó, bây giờ mình hướng dẫn mọi người là cái cây này cũng tương tự ha. Thì chúng ta xuống lá cắt, cái này thì mình xuống lá nhiều rồi mọi người, nhưng mà mọi người đừng chú ý những cái lá dưới đây, mình đã xuống rồi ha. Thì cái cây này là giống nhất với cái cây hôm bữa mình cắt tập 3 mọi người. Đó, thì chúng ta có hai lá như thế này, thì bây giờ chúng ta cắt xuống phân nửa. Thì hôm bữa là cắt xuống phân nửa là cắt xuống tới đây nè. Đó, cắt xuống tới đây ha, là mình để thời gian là nó sẽ mọc lên cái đọt ở trong, cái đọt ở trong nó sẽ mọc lên mọi người. Đây, đó, nó như hôm bữa là mình cắt như vậy nè. Đó mọi người thấy không, bây giờ cái đọt ở trong nó đã mọc lên này. Tiếp theo mình xử lý như thế nào thì mình cắt như thế này. Nếu mà cái nách lá nè, đó, nó lên bằng với cái này, nách lá này với nách lá này nó lên bằng thì mọi người sẽ cắt ra ha. Còn bây giờ mọi người cắt sớm để cho nó có cái bộ lá nó đồng nè, mọi người thấy không? Nếu mọi người để như vậy nè, chưa cắt ra thì nó sẽ lên nữa, thì cái lá này nó sẽ dài hơn nữa mọi người ha. Đó, cho nên là chúng ta phải canh, chúng ta cắt ra để cho cái lá nè, cái nách lá nó ngay đây nè mọi người thấy không? Đó, là tới đây mình cắt được rồi mọi người. Còn tùy cây dừa nha, có cây dừa thì nó mọc lên tới trên đây cái lá nó mới bằng cái lá ngoài này. Mọi người đo canh làm sao để cái lá này và cái lá này nó tương đương giống nhau nè, mọi người có thể thấy nè. Đó, bây giờ là đo tới đây đúng không? Bây giờ từ nách lá nó lên nó hai cái lá này nó bằng nhau đó mọi người, nó tương đương với nhau đó, cho nên chúng ta phải cắt ra để cho nó bung ra ha. Đó, chúng ta cắt chừa lại một ít mọi người, chừa lại một ít để làm gì? Nó sẽ ôm cái bẹ này, nó sẽ ôm cái đọt trong, nó sẽ lên cái tàu này nè, cái tàu này nó sẽ mọc dài ra nè. Đó, còn cái lá chúng ta thì không mọc dài nữa ha. Còn tùy cây mọi người, có cây thì như mình nói đó là nó mọc lên tới trên đây mà cái lá nó vẫn ngắn nha. Mọi người xem cây, tùy cây mà để xử lý nó ha. Để sau này mình sẽ có cái clip mà so sánh giữa hai cây, mình kiếm hai cây mẫu để quay cho mọi người xem. Đó, bây giờ là mọi người cắt ra như thế này ha. Đó, mọi người có thể để nguyên như vậy cũng được,
hoặc là có thể cắt cho nó gọn lên. Đó. Rồi, chúng ta cắt để phân nửa như vậy. Chúng ta để cho cái nách lá này nó lên tới trên cái đụng cái nách lá này thì chúng ta mới cắt hết luôn. Đó. Mình sẽ có cái tập tiếp theo là cắt cái nách lá tiếp theo nữa mọi người. Đó, mình sẽ cắt xuống đây hết luôn. Sát xuống luôn. Là cái tác dụng là khi cái nách lá này lên tới cái nách lá này thì chúng ta cắt sát luôn thì nó không phát triển lên cao nữa mọi người, nó sẽ bằng tầm 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 cái lá này, tầm tầm như lá nào là mình cũng canh như vậy thì sau này cái cây nó sẽ đều đẹp, lá nó đẹp ha mọi người. Còn chúng ta để quá cao cắt thì cái lá nó sẽ không đẹp ha. Đó, bây giờ trước mắt là mình xử lý cái cây này như vậy. Đó, bẻ nhẹ ra mọi người. Nhớ là mọi người giữ cái cổ nó nha. Đây nè, giữ cái tay cổ nó nè. Đó. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đợi cho cái nách này lên tới cái lá này thì chúng ta sẽ cắt ha. Còn đối với mọi người mà cái cây mà chúng ta thấy xuống lá như cái cây này nè, cái này là mình hướng dẫn thêm luôn ha, thì chúng ta nên cắt sát đi ha. Đó. Cắt cho nó sát đi luôn mọi người. Cẩn thận nha, để nó dính thẹo, nó đứt ở trong là sau này có thẹo rất là xấu ha. Linh thì cắt quen tay rồi, mọi người chưa quen tay thì chỉ mọi người một cách cắt là mọi người bung ra như thế này. Dùng kéo nhẹ ra. Nhẹ ra ha, nhẹ ra. Rồi, cắt. Vậy là nó sẽ không phạm vô cái bẹ ở trong mọi người. Đó. Còn mọi người đã cắt quen tay rồi thì không sao, cứ cắt như vậy, như thế này. Ha. Chúng ta chỉ sợ thẹo ngay 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 chỗ cái cuống lá này thôi mọi người. Còn những bên đây là sau này chúng ta cắt bỏ hết nè, cái vạt này sau này chúng ta cắt xuống, ta chỉ lấy cái bẹ này thôi nè. Đó, rất là đơn giản thôi mọi người. Thì mọi người cứ canh canh thấy nó cái lá nó đều đều mọi người nhắm ha. Ví dụ như cái này nó bít ở trong nè, mọi người nhắm nhắm cái lá nó cuống nó tới đâu mình cắt ra thử. Nếu mà cái cuống của nó mọi người thấy cái tàu lá nè, đó, từ cái mũi dao ha lên trên thì nó bằng bao nhiêu đây, mình sẽ đo ra cái lá làm chuẩn, cái lá làm chuẩn nè, nó tới cái cuống nó đây luôn mà nó hơi thấp hơn chút nè. Đó, cái này mình cắt hơi trễ đó, nó cũng tương đương cũng được mọi người, đừng để cho nó dài quá thôi. Đó, như thế thì cái lá này sau này nó sẽ không dài nữa ha. Rồi, thêm một bước tiếp theo nữa thì chúng ta cắt ra, thì chúng ta phải cắt ở trong này nữa nè. Đó, từ nách lá cắt xuống một ít mọi người. Đó, để cho tác dụng là để cho cái đọt bên trong này đó nó không ra dài nhiều nữa mọi người, nó chỉ ra tầm này thôi. Rồi, bên đây mọi người lặn nhẹ cái tay vào trong. Lặt lại. Lặt lại, cắt nó. Cắt nhẹ nhàng thôi mọi người, nó còn rất là non ha. Cho nên là cắt mạnh quá thì nó phạm vô đọt non bên trong ha. Rồi. Mọi người cũng dùng cái cách này, giữ nhẹ cái tay. Nhẹ ra, nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng thôi mọi người. Đó. Rồi, cái bẹ này thì mọi người để giữ nguyên đó ha, cho nó bảo vệ đọt non bên trong. Rồi, sau này nó sẽ lên tới đây, nó sẽ bung ra nữa, mình sẽ cắt y như vậy nữa. Đó, nách này lên tới đây thì chúng ta cắt cắt hết, cắt lấy cái này ra cho cái bẹ này bung ra. Đó, còn cái bẹ bên trong thì chúng ta sẽ cắt xuống phần nửa tiếp giống như cái bẹ này. Đó mọi người hiểu chưa? Rất là đơn giản thôi mọi người. Thì mọi người ra trồng thì ra chăm đó, thấy nó cao cao mà cái nách lá sắp tới thì mọi người cắt. Có khi bận công việc thì để nó hơi cao chút xíu cũng được, mà mọi người đừng nên để cao quá là nó không đẹp ha. Mình cắt như thế này để cho nó lá nó đều đều với nhau nó mới đẹp ha. Rồi, kỹ thuật là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì mọi người thấy cái cây nó lên tới lúc cần cắt thì mọi người cắt thôi. Thì đó, thì tầm bỏ ra thì tại mình hướng dẫn mọi người mình nói hơi lâu thôi, chứ mình bỏ ra có chừng 1 phút là cắt xong cái cây gì mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rồi, clip của Linh cũng tới đây thì cũng xin tạm dừng mọi người. Cô chú anh chị nào có yêu thích cây dừa bonsai mà muốn trồng đó, muốn trồng thì cứ liên hệ với Linh. Linh có cung cấp phôi ha, với những cây mà sắp thành phẩm và những cây thành phẩm sỉ và lẻ cho cô chú anh chị mua về kinh doanh, mua về bán lại, mua về làm để bán lại ha. Những cây sắp thành phẩm mọi người là giống giống như thế, còn như chưa vô chậu, còn những cây mà đã thành phẩm ok vô chậu cũng có hàng cho mọi người luôn.
tất cả đều ship code toàn quốc cho mọi người hết ha. Đó, mọi người yêu thích thì cứ liên hệ qua cái số phone Zalo của Linh để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Đó thì mọi người cứ liên hệ với Linh rồi Linh sẽ điện video phone trên Zalo trực tiếp cho mọi người xem cây đó. Mọi người thích cây nào thì Linh ship cái đó ha. Rồi clip của Linh thì xin tạm dừng ở đây mọi người, kỹ thuật cắt thì chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi chào tạm biệt mọi người ha, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau ha.